Xin tiền ba mẹ, tỏ tình với crush và bị từ chối. Nếu mà cha mẹ có con thứ này làm ơn cho con xăm mình, trở thành fan cứng của một bay nào đó để có người yêu. Câu chuyện về một cậu nhóc 16 tuổi dành dụm tiền ăn sáng suốt 3 năm trời để mua iPhone X được cộng đồng mạng truyền tay nhau đã khiến nhiều người không khỏi ngưỡng mộ. Vậy thử ngẫm lại, ở độ tuổi ấy, bạn đã làm được những gì? Này em, 24. 21 à? Dạ, 24 à. Mình 19 à? Năm nay mình là 21 tuổi rồi. Mình 22. Dạ, 20. Chưa nghe. 16 tuổi mua được iPhone X rồi hả? Mình chưa nghe qua cái tin đó. Mình chỉ biết học thôi à. Xin tiền ba mẹ và ba mẹ cho tiền. Thế thôi. Đúng rồi anh bảo. Đúng rồi anh bảo. Tỏ tình với crush và bị từ chối. Tuổi 16 của mình hả? Mình cũng mỗi ngày để dành 10.000. Sau một tháng thì mình có 1 triệu và mình xin mẹ số tiền còn lại để mua điện thoại. Sau một tháng thì mình có 1 triệu. Ủa chứ nhiều. Ủa chứ nhiều ta. Đi học, đi về. Mình sẽ bật tỏ tình với crush và nói chuyện với tôi là mày không có hẹn hò với tao là hối hận nha con. Mày không có hẹn hò với tao là hối hận nha con. Được nhiều tiền hơn để xin mẹ ít tiền hơn. Chúng ta làm nhiều điều xấu rồi cho nên là không có hối tiếc gì. Mình cũng cảm thấy là tuổi 16 của mình là đã đẹp lắm rồi, cho nên là mình nếu mà có quay lại thì mình cũng không có gì để thay đổi nữa. Kiếm chồng đại gia. Kiếm chồng đại gia. Trở thành fan cứng của một bay nào đó để có người yêu. Cái gì mình được xăm mình? Nếu mà cha mẹ có con biết này là con cho con xăm mình. Thì mình sẽ mong là sẽ cùng người yêu mình đi tới cuối cùng đời. Xây được một dãy nhà trọ và không cần làm gì cả nhưng vẫn có tiền xài mỗi tháng.